Chất tin chắc rằng việc nhà truyền giáo sinh ra ở đâu hay đến từ quốc gia nào không ảnh hưởng tới việc truyền giáo. Cuối cùng thì, đối với người Salesian, mọi sự đều dựa trên niềm say mê đối với Chúa Giêsu. Đây chính là ý nghĩa của việc trở thành một nhà truyền giáo. Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Chúng ta đến với từ thứ năm và là từ cuối cùng, động lực. Theo kinh nghiệm của con, động lực mà con phải nuôi dưỡng mỗi ngày để có thêm sức mạnh chỉ có ở trong Thiên Chúa. Động lực đầu tiên, chân thực và sâu sắc, chính là điều mà chúng ta nhận được từ Đông Moscow. Xin cho tôi các linh hồn, mọi sự khác xin cứ lấy đi. Đây là những động lực sâu sắc nhất đến từ đức tin, về cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và với một triều kích nhân bản mạnh mẽ. Không có động lực nào khác. Nếu thiếu động lực này, chúng ta có thể phục vụ xã hội rất tốt trong vài năm. Nhưng sau đó, chúng ta mệt mỏi và bỏ lại mọi thứ. Ngày nay, gia đình Salesian với 32 nhóm như một cái cây lớn, quả thực là một gia đình truyền giáo, bởi vì rất nhiều các nhóm đã mang trong mình căn tính truyền giáo. Điều này có nghĩa là những gì cha đang nói, đang nghĩ về kinh nghiệm của chúng ta, cũng dành cho tất cả mọi người như một gia đình. Hành trình này là chân thực, có giá trị, xác thực và chúng ta phải tiếp tục. Don Bosco luôn chúc lành cho các nhà truyền giáo. Thay mặt cho tất cả các nhà truyền giáo, con xin cha hãy chúc lành cho chúng con. Cha rất vui được làm điều này. Nhân chân Chúa Giêsu Kitô, chúng ta hãy xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho sứ mệnh Salesian trên khắp thế giới. Để chúng ta có thể đến với những người nghèo nhất, những người túng thiếu nhất và những người bị bỏ rơi. Đó là những người con của Don Bosco với trái tim của Damihi Animas, một trái tim luôn sống động, ấm áp và với phép lành này. Cha xin Chúa ban ơn cho tất cả những anh em truyền giáo và gia đình Salesian của chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng và giàu lòng thương xót tuôn đổ phúc lành trên con, nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen.